Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, Chúa thật là tuyệt vời, làm sao? Không có bút nào tả nổi, không có lời nào có thể nói được. Mỗi lần nhắc tới danh của Ngài, miệng lưỡi của chúng ta thật ngọt ngào khi danh của Chúa được nói ra trên miệng của mình. Anh chị em ơi, lời hứa của Chúa quan trọng. Amen. Lời Chúa nói trong Ephesos nói rằng hãy mở mắt lòng của chúng con để thấy được sự kêu gọi. Qua sự kêu gọi, chúng ta có sự trông cậy. Khi mà người ta dọa bắn tôi tại bên Nga, tôi rất là sợ vì cái băng đảng đó đang rất là hoành hành tại bên Nga. Nó nói rằng nếu hãy về nói với mục sư của mày, nói với người chấp sự của tôi, nếu như thực sự nó chỉ giảng để lấy lương, không có Giê-xu thật, hãy ở nhà đi, vì ta sai người đến để bắn nó. Còn nếu thực sự nó tin Giê-xu là đấng sống thì cứ tới mà giảng để xem Giê-xu có cứu được nó không. Người chấp sự đến gặp tôi và nói rằng mục sư ơi, người ta nói với tôi như vậy đấy, cái băng đảng ông ta nói tên của cái con người đó, tôi biết người đó là ai. Và bỗng nhiên người chấp sự nói với tôi rằng mục sư ạ, mình cần khôn ngoan mục sư. Người ta nói rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào, thì mình còn hầu Chúa dài dài mà, mục sư cứ ở nhà đi để bọn em giảng thay cho. Tôi nghe thấy người này khuyên tôi bảo hay, đây là anh khuyên tôi đấy nhá. Và tôi suy nghĩ thêm, trong khi cầu nguyện, Chúa nhắc tôi rằng tôi sẽ còn giảng ở sân vận động, hay lắng nghe này. Nếu tôi chưa giảng ở sân vận động tại Việt Nam, tôi chưa thể chết được. Và Chúa nhắc tôi rằng người còn phải công việc nữa tại Việt Nam, có nghĩa là không thể chết được vào ngày Chủ nhật tới. Nếu có bị làm sao thì vào nhà bệnh viện thôi, nhưng không thể chết được. Và tôi mới hiểu ra rằng Chúa mở mắt tôi nhìn thấy sự kêu gọi, và tôi có sự trông cậy không thể chết được. Tôi thấy nó giảng. Tất nhiên hội thánh hồi đấy còn nhỏ lắm, có hơn 20 người. Hai cái người thanh niên mặc áo da đen ngồi hàng ghế cuối cùng, biết chúng nó là ai, gừ nhìn như vậy. Vì hội thánh có một chút người như vậy, người mới tới được biết ngay à. Tôi giảng rất là nôn nóng và sợ hãi, vừa giảng vừa chạy hình chữ chi, nếu mà tay nó rút ra một cái là có thể tránh được. Một bài giảng ngắn chưa từng thấy. Và kết thúc buổi nhóm, hai người đó đứng dậy ra về. Câu chuyện tưởng như qua, không còn được nhắc lại nữa. Nhưng có một lần sau đó, một người chạy tới tị nạn tại hội thánh, nói rằng cho em ở nhờ một thời gian để em đi thành phố khác. Cậu ta chia cái áo da đen của cậu ra, có một vết đạn bắn xuyên qua áo da. Cậu nói rằng băng đảng bọn em vừa bị triệt tiêu ở Opsokon vừa rồi, hai thằng bị chết rồi, em bị bắn thủng lỗ này, và em chỉ là một trong hai tên đã ngồi trong căn phòng này cách đây mấy tuần trước. Em thoát chết, lăn một phát chui xuống cầm giường, nó bắn một cái xuyên qua áo da. Thầy ra cho em ở đây để em đi chỗ khác lãnh lạn. Và câu chuyện mà tôi muốn nhắc cho anh chị em biết rằng hãy xin Chúa cho tương lai của bạn, hãy mở mắt của chúng con nhìn thấy tương lai. Và khi bạn biết được sự kêu gọi thì bạn sẽ sống một cách thật là dũng cảm, không sợ hãi điều gì hết. Amen. Amen. Có đói nhưng sẽ không bao giờ chết đói đâu. Có ốm nhưng không bao giờ chết vì ốm đâu. Có nghèo nhưng không bao giờ chết vì nghèo đâu. Đã làm xong việc đâu mà đòi về với Ngài. Amen. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã cầu nguyện nhắc lại cái đây mấy tuần trước đúng không? Khi mà bà Hiền đang quay ở trong nhà tắm tại Việt Nam. Chúng ta lại nhắc một lần nữa, không tin vào điều xảy ra đó, nhưng vẫn nhắc cho Ngài và cho chúng con được biết rằng bà này đã làm xong đâu mà về với Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và chị Hiền, tôi nói với chị biết rằng chị nợ Chúa nhiều lắm. Cái tay liệt của chị được chữa lành nợ Ngài nhiều lắm. Bộ não của chị mà chị đã nhớ đến hội thánh này bằng một nửa cái đầu đó, chị nợ Chúa nhiều lắm. Bởi vậy cho nên mỗi chúng ta tại đây đổi ơn, không phải chỉ là cảm tạ hay là cảm ơn Ngài, mà chúng ta phải đổi ơn thương xót của Ngài, bởi vì nó nhiều quá đi. Chúng ta không có tay nào để ôm được, mà phải đổi ở trên đầu mình như vậy, cúi rạp mình và nói rằng chúng con đổi ơn thương xót của Ngài. Nếu không có Ngài, tôi là một trong số những thằng bạn đã nằm dưới nấm mồ xanh bên Nga rồi. Nếu không có Ngài, cuộc đời tôi bây giờ ra sao? Hãy nhớ ơn của Ngài để mà bám vào Chúa không bỏ được. Amen. Cái gì có thể bỏ được, nhưng Chúa của chúng ta
Chúng ta phải bám vào Ngài bằng tay, bằng chân và bằng cả răng nữa. Amen. Có một câu chuyện thương tâm lắm. Bão lụt vừa rồi ở miền Trung, khúc ruột miền Trung, thương lắm khúc ruột miền Trung. Người ta tìm thấy có ba bố con chết, quấn một cái dây thừng cả ba bố con lại thật chặt. Họ chết trong tư thế chết đuối. Chắc là người bố biết rằng không thể thoát được, và ông bố không muốn cho xác của những đứa con đó. Và bố bị mỗi đứa, mỗi người ở một nơi. Ông buộc chặt hai đứa con của mình vào thân thể của ông ấy và bị lũ cuốn trôi. Để bố chết ở đâu, có con ở đó. Người ta khâm niệm ba người cùng một lúc. Tôi nhìn thấy cái cảnh đó. Tôi đọc những bài báo như vậy, tôi nhớ đến một đấng sống. Đấng sống lại từ cõi chết. Và Ngài nói rằng ta đi để chuẩn bị chỗ cho các ngươi. Ta ở đâu, các ngươi sẽ ở đó. Ngài trói buộc chúng ta vào đấng sống đó. Để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó. Người bố Việt Nam kia lực bất tòng tâm, không chống được cơn lũ đó. Ông ta đã chết, buộc sẵn những xác đứa con của mình bên cạnh mình. Để cha chết ở đâu, chôn ở chỗ nào, người ta chôn các con cùng với. Nhưng chúng ta có một người cha, chúng ta có một người tuyệt vời, đấng sống lại từ cõi chết. Và Ngài không phải chết, và Ngài bị chôn, nhưng Ngài sống lại từ cõi chết. Ngài chuẩn bị chỗ ở cho tôi và bạn. Bởi vậy cho nên Ngài không bỏ chúng ta, và không một sự khó khăn nào có thể cướp chúng ta ra khỏi tay Ngài, ngoại trừ một điều có thể cướp chúng ta khỏi Ngài được. Đó là sự tình nguyện chối bỏ của mỗi chúng ta. Còn cho tới khi bạn nói rằng không, thì Chúa cũng sẽ nói không. Còn tới khi bạn nói rằng tôi không cần Ngài, thì Chúa nói rằng ta không còn thể giữ các ngươi được nữa. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng Chúa không bao giờ ép một ai hết. Tại Berlin, được gọi là hội thánh trẻ nhất của Việt Nam truyền giáo, không chỉ có ý nghĩa của nó là mới được thành lập 6 năm trước, khi mà hội thánh mục sư Lê Văn Dinh tuyên bố ngày 31 tháng 12 năm 2007. Từ khi nhóm kinh thánh trở thành hội thánh, mà hội thánh Berlin còn trẻ ở chỗ đó là thế hệ trẻ rất là đông, 60 cháu. Các giáo viên nói rằng choáng đầu quá rồi, nếu mà chỗ chỉ có 2 lớp choáng lắm rồi. Và cuối cùng chúng ta phải chia ra làm 4 lớp khác nhau, mỗi một độ tuổi nó có một cái nhận thức khác nhau. Đấy là chưa kể là hơn 10 cháu đang ở trên tay. Tuần sau nữa lần lượt chúng ta còn nhiều cháu khác được đưa lên trên này để chúng ta cầu nguyện. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta tăng trưởng nhiều cách khác nhau. Amen. Amen. Không phải chỉ đi chuyên gia ngoài chợ đầu xuân, mà qua cả sinh đẻ nữa. Việt Nam truyền giáo mỗi lần đi dự trại, người ta đều nói rằng nhìn kìa. Khi mà ô tô đi đón Berlin, họ bảo nhìn kìa, đoàn quân của Berlin hành quân kìa. Thấy hơn 10 chiếc xe nôi cứ thế là hành quân. Còn có những người hành quân xe nôi có bút còn to nữa cơ, còn bom còn đây nữa này. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho mỗi chúng ta không những chỉ đẻ con, chúng ta còn dạy con của mình đi theo đúng đường lối kính sợ của Ngài. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Có một điều này là anh chị em tại bên Nga, họ gọi điện thoại nói rằng hãy cho họ một số những hình ảnh. Họ thường xem chúng ta mỗi ngày Chủ nhật, nhưng họ muốn từ hội thánh tại Berlin có lời chúc mừng Giáng sinh dành cho họ. Họ nói rằng hãy cho tôi một đoạn, không phải chỉ là giảng cho mọi người, mà một đoạn ngắn thôi, 3-4 phút thôi, đặc biệt dành cho chúng tôi. Mọi người hiểu không? Người Việt Nam tại Nga khổ hơn cả Việt Nam nữa. Tổng thống Putin có nhiều sắc lệnh không cấp visa cho người Việt Nam vào Nga nữa, chỉ cho về thôi. Bởi vậy cho nên đang bị o ép rất là nhiều, công việc làm ăn. Thậm chí cái đây một vài tháng trước bắt 1.600 người đưa vào trong một cái trại. Bởi vậy cho nên chúng ta cần động viên họ tại đó, được không anh chị em? Cái người mà đang dẫn dắt công việc tại nơi đó, vừa rồi vợ có gọi điện thoại cho Thủy Tiên nói rằng Thủy Tiên ơi, chị Thủy Tiên ơi, cảm ơn Chúa lắm.
bây giờ công việc bên này được thay đổi, nhiều nơi khác bị kìm kẹp nhưng nhà máy của bọn em thì rất là tốt. Và cô nói với vợ tôi rằng, nói với mục sư rằng cái lời khuyên của mục sư cái đây năm trước hay 2 năm trước ấy, có nhiều đột biến lắm. Thủy Tiên nói thêm mà thích bây giờ công việc làm sao, cái lời khuyên về làm quần áo đó, bây giờ là hàng của bọn em có thương hiệu, bọn em giống như là khách VIP vậy, người ta hay nhập hàng của bọn em, đến đâu là người ta cũng tranh hàng đó để người ta bán. Thành ra tôi mới hỏi, ô cái lời khuyên gì nhỉ, tôi đâu còn nhớ đâu. Và tôi hy vọng sang đó sẽ hỏi lại xem khuyên cái gì mà cô ta lại làm cái bộ quần áo đó. Và cho nên xin anh chị em hãy nhớ này, một lời phán từ Đức Chúa Trời, công việc của anh chị em sẽ thay đổi toàn bộ. Hãy tìm kiếm Chúa, càng khó khăn nó lại là cơ hội cho chúng ta được phát triển. Amen. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển lời chào tới bên Nga được không? Chúng ta làm cách nào? Khi màn hình quay, tôi sẽ nói một vài lời, trong đó có thể là màn hình quay được cả phía dưới nữa, nhưng mà đừng quay đến cái chỗ trống trống đi nhá, vì cái nhà này nó to quá, thành ra là số lượng của chúng ta hơn 100 người tại đây giống như muối bỏ biển vậy. Và nhìn vào máy hình kia, ok, tôi sẽ nói vào máy hình này nhưng mà không nhìn thấy phía sau. Để khi nào mà tôi nói 1, 2, 3 đó, giờ là chúc mừng cùng nhau đứng dậy, hay là đã đứng dậy sẵn rồi, hallelujah, khua chân khua tay nhảy lái nhá, để cho làm sao mặt của anh chị em vào trong màn hình được, được không anh chị em? Và tôi có một điều nữa này, tôi biết anh chị em, những người ngồi tại đây là những người rất là giàu, nhưng mà anh chị em muốn cho người ta nhìn anh chị em là người khiêm tốn. Nhưng mà anh chị em ạ, mỗi một ngày chủ nhật cả thế giới họ nhìn thấy anh chị em ở trong máy quay đó. Rồi cho nên có 2 điều lưu ý: xin ăn mặc chỉnh tề; 2, khi nghe lời Chúa đừng nghĩ rằng không ai thấy mình. Mọi người hiểu không? Mọi người cứ tưởng rằng chỉ có mọi người thấy tôi, còn không ai thấy mình ở phía dưới. Thành ra là chuyên gia Phan Khánh Hòa đã quay tất cả những cái điểm xấu của anh chị em, người thì móc mũi, nhổ lông mũi, rồi người nghe lời Chúa nặng mụn, rồi gãi bê bê vò viên búng tức. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy cẩn thận. Tất nhiên bạn nói rằng, ôi mục sư đang bắt chúng tôi phải làm đạo đức giả. Không, không cần đạo đóng kịch, không cần đạo đức giả, nhưng mà cái đó là điều tốt cho bạn. Đây là camera của Hòa, nhưng có một camera khác nha. Camera đó gọi là Big Brother đấy, là người anh thật là lớn, có camera quay kể cả trong phòng riêng của anh chị em nữa. Đức Chúa Trời quay hết và Ngài ghi lại trong một quyển sổ. Kinh Thánh nói rằng khi lên trên thiên đàng sẽ mở sách sự sống và những sách khác ghi tất cả mọi việc làm của chúng ta. Bạn đi lộng vé xe bus cũng bị ghi lại, mọi người hiểu không? Bạn đi dọc đường nhổ bãi nước bọt lên một cái biển quảng cáo nào đó cũng bị ghi lại. Bạn lấy cái mảnh xanh rạch cái xe Mercedes của cái thằng mà bạn tức cũng bị ghi lại hết rồi. Và bởi cho nên anh chị em ơi, hãy thật cẩn thận. Amen. Thay đổi từ trong lòng của mình, không cần đóng kịch, nhưng tiếp nhận những điều tốt nhất ở trong lòng và mình sống như vậy. Cái gì đẹp từ bên trong nó sẽ phô ra bên ngoài, cái gì xấu ở bên trong nó cũng sẽ trào ra bên ngoài. Tôi tin anh chị em đang cố gắng nén những cái đẹp nhất trong lòng anh chị em không cho trào ra, thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy để cho nó trào ra. Amen. Cái đẹp nhất như vậy trào ra rồi, cái xấu sẽ bị biến mất thôi. Amen. Bởi vậy cho nên hãy cắt lông mũi ở nhà. Amen. Hãy nặn mũi ở nhà và soi gương cho tới khi bạn thật nó đẹp nhất. Bạn đang gặp vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa tại đây mà. Amen. Làm sao cả thế giới thấy rằng wow, hội thánh tại Berlin sao toàn hoa hậu hoàn vũ thế kia, được không anh chị em? Hãy quay sang người lân cận nói rằng đẹp thế này mà không biết à. Hallelujah. Anh chị em vui không? Hallelujah. Bạn không thể biết được bạn sẽ là ai trong 5 năm tới. Hội thánh ngày xưa tôi làm việc bên Nga, chúng tôi là những thanh niên, những thanh niên sinh viên tuổi 21, 22, 23. Tôi dường như là người gần như già trong hội thánh đó. Có 2, 3 người trên tuổi tôi, còn lại
20 vị toàn năm 72, năm 74. Tôi là năm 70. Và chúng tôi lông bông, người gầy, công an việc làm không có, trông mặt lúc nào cũng ngơ ngác. Và chúng tôi đã truyền giảng tin lành. Có ai biết được trên 20 con người đó, ngày hôm nay 80% họ là những mục sư đang hầu việc tại Việt Nam. Bạn ngồi tại đây nói rằng ơ tôi nhiều nan đề, ơ tôi thế này, ơ tôi thế kia. Bạn ơi, ai biết được? Chỉ có Chúa biết được. Sau 5 năm, 10 năm bạn sẽ là ai tại Việt Nam? Hãy thay đổi cái nhìn vì bản thân mình. Đừng nghĩ mình là kẻ tồi tàn. Bạn không nhìn thấy mình là ai thì làm sao mà vươn tới được. Hãy soi mình vào gương là lời Chúa. Bạn nói về bạn chưa chắc đã chính xác. Người khác nói về bạn chưa chắc đã chính xác. Nhưng khi Chúa nói về bạn chắc chắn là chính xác. Bởi vậy cho nên hơn những con cái Chúa ngồi tại đây, đặc biệt những thanh niên từ 13, 14 cho đến 30 tuổi, thời gian của bạn còn nhiều lắm. Hãy vươn tới đỉnh cao hơn. Đừng bằng lòng ở cái điều thấp này. Bài giảng hôm trước tôi đã chia sẻ Đức Thánh Linh là đấng có thân vị. Ngài là đấng có thân vị. Hãy nhắc lại, Đức Thánh Linh có thân vị. Hallelujah. Đức Thánh Linh có thân vị. Mặc dù Ngài không có thân thể như cha, như con. Kinh Thánh chép rằng khi bạn nghe về Đức Chúa Trời Cha, lập tức bạn thấy Ngài có thân vị. Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng ngươi không thể nhìn thấy mặt ta được. Ta sẽ lấy tay ta che, và ngươi chỉ nhìn thấy sau, có nghĩa là nhìn thấy lưng ta thôi. Đức Chúa Trời Cha có thân thể thuộc linh. Chúa Giê-xu ai cũng biết Ngài có thân thể giống hệt như tôi và bạn sống trên đất này vậy. Khi Ngài sống lại từ cõi chết cũng thân thể đó, nhưng nó là thân thể mà thánh được sống lại. Ngài ăn người ta sờ được thân thể vật lý đó, và Ngài được rước lên trời mà môn đồ nhìn thấy cho những đám mây che khuất Ngài. Và lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ quay trở lại. Bàn chân của Ngài sẽ đặt xuống trên đỉnh núi Olive phía đông đối ngang thành Jerusalem. Chúa Giê-xu của tôi và bạn sẽ quay trở lại Jerusalem. Cho nên tại sao ma quỷ nó tranh giành miếng đất Jerusalem, nó tranh giành cái miếng đất nhỏ bằng cái mắt muối đó tại Trung Cận Đông. Ở đó không có dầu khí, ở đó không có vàng bạc, không có khoáng sản. Ở đó chỉ có mẩu người, có 6-7 triệu người Do Thái. Một mẩu đất mà trước khi họ hồi hương nó là đống rác mà người Philippines, người Palestine thải ra. Cớ gì mà 20 thế kỷ bao nhiêu đế quốc tranh giành nó? Câu trả lời, bởi vì ma quỷ biết được rằng cái miếng đất đó Giê-xu sẽ đặt chân xuống dưới đó. Tại núi Olive, tôi và trưởng lão Vượng đã tới đó rồi. Nhiều người ở tại đây đã tới đỉnh núi Olive rồi. Ngài sẽ đặt chân ở tại đó. Cho nên ma quỷ rất là sợ. Tổng thống cũ của Iran nói rằng sẽ xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới. Bạn ơi, hãy nghiên cứu về thời sự, đọc Kinh Thánh để biết được rằng chúng ta đang sống vào thời điểm cuối cùng. Amen. Hãy quay sang lân cận nói rằng thời điểm này Chúa kêu gọi hết thảy chúng ta hầu việc Ngài. Bạn nói rằng nghe thấy khó quá mục sư. Khi nói về con, chúng ta biết rằng có thân thể, nhưng nói về Đức Thánh Linh thì dường như rất là khó. Chúng ta cảm tưởng như Ngài giống như gió, Ngài giống như là một cái trường lực, Ngài giống như là điện, Ngài giống như là nhiệt độ. Bạn ơi, Đức Thánh Linh có thân vị để bạn có thể trò chuyện được. Tuần trước tôi đã chia sẻ Đức Thánh Linh có thân vị. Nhưng bạn ơi, thân vị của Ngài không phải là đứa trẻ con để bạn dễ sai khiến. Ngài có thân vị, nhưng thân vị đó không phải là bình thường. Thân vị đó là thân vị của Đức Chúa Trời. Thân vị của Đức Chúa Trời. Cho nên bạn có thể nói chuyện được với Ngài, nhưng bạn nói chuyện với Ngài là một Đức Chúa Trời, không cợt giỡn được. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu điều tôi đang nói không ạ? Không đùa cợt được, không chơi giỡn với Ngài được. Hãy cùng tôi giờ một đoạn Kinh Thánh. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời toàn năng. Cô Đi Tô 1
Đoạn 2 câu 9 đến câu 11. Đức Thánh Linh ơi, chúng con cầu xin Ngài hãy đến mở Ngài cho chúng con, hãy tỏ Ngài cho chúng con. Chúng con càng tới gần Ngài bao nhiêu thì chúng con càng nhận biết Chúa Giêsu và Cha bấy nhiêu. Chúng con càng gần Ngài bao nhiêu, chúng con càng thờ phượng Cha tôn vinh Giêsu đúng bấy nhiêu. Hãy giúp đỡ mỗi chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến. Đó là điều mà chúng ta không nghĩ về bản thân đó. Có nhiều người rất dễ nói về bản thân mình là thằng ăn mày, số hẩm hiu, số ruồi bông, số mày là số vứt đi, không làm cái trò chống gì, số mày là hồng nhan bạc phận, số mày là số mà năm thê mười thiếp, số mày là số chết yểu. Dường như bói toàn ra ma thôi, giống y hệt như quét nhà ra rác vậy. Thật ra vì họ bói ra ma mới ra ăn tiền được. Bây giờ tôi bị hạn như vậy phải giải bằng cách nào? Và những người đó họ kiếm tiền trên cái hạn đó. Và bạn lắng nghe này, có những điều mắt bạn chưa thấy tuyệt vời, tai bạn chưa nghe điều tuyệt vời về bạn, lòng bạn thậm chí chưa hề dám mơ ước và nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho người yêu mến Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi, Đức Chúa Trời là Cha. Nhắc lại, Cha tôi. Hallelujah. Tôi có hai thằng con, thằng Danny, thằng Jamie. Tôi không thể nói rằng Danny và Jamie, ba trước đây là sinh viên học đại học. Thành ra ba đẻ hai con ra, ba ước mơ các con làm một cái nghề nó đơn giản hơn, nghề đó là nghề bơm xe đạp hay là nghề đi ăn xin. Không, tôi ước ao cho con của tôi tốt hơn tôi, tuyệt vời hơn tôi, vì tôi là cha của nó. Và người Việt Nam có câu nói rằng con hơn cha là nhà, có phước hạnh lớn, có hồng phúc lớn, có phước lớn. Và Đức Chúa Trời sắm sẵn những điều tuyệt vời. Đừng nghĩ rằng những tai họa mắt chưa thấy, những tai họa tai chưa nghe, những tai họa mà lòng không dám nghĩ, Đức Chúa Trời đã bày sẵn cho chúng mày dập vào đó. Xin lỗi, không phải. Đó là những điều tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất dành cho chúng ta. Amen. Chúa của tôi và bạn không phải mafia. Chúa của tôi và bạn là người cha. Chúa của tôi và bạn không phải mafia. Chúa của tôi và bạn là người cha. Và cho nên bạn đến gần mafia bạn sợ, nhưng bạn tới gần cha bạn không sợ. Thành ra bất kỳ vị thần nào bạn đến mà bạn sợ, bạn càng thờ ma càng sợ ma, thì nó là ma. Còn Đức Chúa Trời là cha của bạn, bạn càng đến gần Ngài càng thấy thích khóc hơn, càng thấy sung sướng hơn, càng thấy cha ơi con yêu Ngài. Và lúc đó nước mắt là ngôn ngữ duy nhất khi bạn đến gần Chúa. Tiếp theo, câu số 10. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Hãy nhắc lại, dùng Đức Thánh Linh. Hãy nhắc lại, để bày tỏ. Wow, những điều tuyệt vời mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh bày tỏ. Một đôi vợ chồng già ở Texas có một miếng đất rộng mấy trăm hecta, toàn cát bụi và sỏi đá. Họ cố gắng cầm cự 30 năm tại đó, cho đến khi con rời khỏi nhà. Họ nghĩ rằng tuổi già rồi mà đất này làm sao sống nổi thêm nữa. Họ quyết định bán với giá rẻ và di cư đến nơi khác, về miền Đông Hoa Kỳ. Bởi vì đất của họ không trồng được cái gì hết ấy. Nó khô cằn, mà rau cỏ trồng ở đó nó vàng cạch. Họ bán với giá rẻ và rời đô về miền Đông gần biển hơn. Kẻ mua với giá rẻ, ông ta đã thuê những kỹ sư thăm dò địa chất và đến thăm dò khoan, những mũi khoan đầu tiên phát hiện ra rằng đất đó có dầu khí. Họ đã hút dầu lên bán và trở thành triệu phú. Lúc này những người già đó ở miền Đông Hoa Kỳ mới rất mình hiểu được rằng cái khó mọc cây, cây cối không mọc được và xanh lét đó hay là vàng khè, ở dưới đó lại có mỏ dầu. Tại sao tôi lại không biết để mà khai thác? Bạn ơi, cuộc đời của bạn có thể đầy những bất trắc, đầy những rủi ro, đầy những đau khổ, đầy những khó khăn. Bạn thấy người khác dễ dàng thế mà bạn thì lại khó như thế này.
Bạn ơi, đã đến lúc đừng nhìn vào miếng đất khô cằn đó mà bỏ đi. Đã đến lúc bạn chạy tới với Đức Chúa Trời để Ngài dùng Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn biết ở dưới cái bề mặt của đời của bạn khô cằn thất bại đó, mỏ dầu ở dưới đó lớn như thế nào. Amen. Đức Thánh Linh là chuyên gia thăm dò địa chất. Con người chỉ nhìn bề mặt của cuộc đời. Sao mà thất bại nhiều thế? Sao mà khổ sở nhiều thế? Làm cái gì cũng bại lùi, mua cái gì cũng mất. Đã đến lúc bạn đến nói với Chúa rằng: Cha ơi, con xin Ngài hãy bởi Đức Thánh Linh bày tỏ cho con biết ở phía dưới đất này, ở trong sâu thẳm cuộc đời của con, những điều giá trị đó là cái gì. Bạn ơi, tin lành tới với bạn: sắp đến lúc rồi, sắp đến lúc chúng ta khai thác nó rồi. Amen. Hãy nhìn xem này, Đức Thánh Linh, giáo sư tiến sĩ của các giáo sư tiến sĩ địa chất, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự. Alleluia. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự. Dường như từ dò xét này nó giống như hình mũi khoan thăm dò vậy. Dường như từ dò xét này giống như cái đèn một của bác sĩ dò vào dạ dày của bạn vậy. Ngài dò xét từng ngóc ngách, dò xét mọi sự. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mọi sự. Không phải chỉ một vài điều mà mọi sự. Ở trong mọi loài, trong mọi sự, không có một thầy bói nào có thể dò xét được mọi sự. Không có một nhà ngoại cảm nào có thể dùng năng lực của mình tìm mộ các liệt sĩ. Ma quỷ sử dụng những con người đó đến một thời điểm nào đó rồi nó bỏ, giống như vắt tranh bỏ vỏ vậy. Bạn được nghe trên vô tuyến rồi đúng không? Răng của liệt sĩ, răng của vị tướng liệt sĩ huyền thoại đó lại là răng lợn. Tôi không chê bai những con người đó, nhưng họ là nạn nhân của một tên lừa đảo. Tên đó có tên là ma quỷ Satan. Tôi và bạn khi gặp Chúa, bạn biết rõ đường lối của chúng nó. Amen. Amen. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự. Hôm vừa rồi có một chị đến nói rằng, chúng tôi tâm sự với nhau và nói rằng không hiểu là có ai nói với mục sư nhỉ? Tại sao mà mục sư thỉnh thoảng lại biết những điều này điều khác của lòng người khác? Tôi nói rằng xin lỗi, tôi hoàn toàn là con người như chị. Tôi hoàn toàn là con người như chị. Tôi có nan đề, tôi cũng bị bệnh, tôi cũng bị ốm, con tôi cũng có nan đề. Nhưng có một đấng mà chị có thể gặp được Ngài, bạn có thể gặp được Ngài, tôi có thể gặp được Ngài. Tôi không muốn làm cho nó trở thành siêu khó mà không gặp nổi. Ngài không đặc biệt như nhiều người họ hoang tưởng đâu. Ngài rất là gần gũi. Chỉ cần bạn để nhiều thời gian với Ngài thôi, bạn sẽ nghe được tiếng Chúa nói, bạn sẽ biết được Chúa chỉ dạy, bởi vì Chúa dò xét mọi sự. Amen. Bạn khóc lóc với Chúa: Chúa ơi, con mất một khoản tiền. Chúa Thánh Linh cũng biết được bạn, và chỉ đơn giản không có lối thoát, Ngài nói cho một người khác tới cầu nguyện cho bạn mà thôi. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu điều tôi đang nói không? Bởi vì Chúa Thánh Linh dò xét mọi sự. Chúa Thánh Linh dò xét mọi sự. Ma quỷ không dò xét được mọi sự. Thiên sứ không dò xét được mọi sự. Bề mề hình không dò xét được mọi sự. Tôi và bạn không dò xét được mọi sự. Nhưng Đức Thánh Linh dò xét mọi sự. Tôi nói với anh chị em biết này, sắp tới sẽ được giảng nhiều về Đức Thánh Linh. Và khi bạn nghe về Ngài, lập tức bệnh bạn được chữa lành ngay tại chỗ bạn đang ngồi cả. Sắp tới chúng ta không còn sức để đặt tay lên kẻ đau nữa đâu, mà chúng ta chỉ giảng về Ngài, chỉ giới thiệu về Ngài, làm quen người khác với Ngài, và Ngài sẽ tự động chữa lành cho hết thảy những con người có nhu cầu. Amen. Tiếp theo, sau dấu phẩy: vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, phẩy, đến cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Anh chị em ơi,
Câu này không đáng để chúng ta vỗ tay cảm tạ Ngài sao? Hallelujah. Trên trời không có một thân vị nào biết được mọi sự của Đức Chúa Trời. Dưới đất này không có một thân vị nào có thể biết được mọi sự của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay, lời Chúa thông báo cho tôi và bạn biết có một thân vị độc nhất vô nhị. Thân vị đó biết Giê-xu rõ ràng nhất. Thân vị đó biết Đức Chúa Trời Cha rõ ràng nhất. Đó, Ngài là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự của tôi và bạn. Ngài dò xét mọi sự trong thế gian này. Ngài biết được tất cả mọi quy luật vận chuyển của vũ trụ này. Và Ngài biết cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Mà tại nơi đó, Satan mù tịt, các thiên sứ mù tịt, nhưng Đức Thánh Linh biết được. Và Ngài lại tỏ cho tôi và bạn nữa. Anh chị em ơi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngài đang ở đây này. Ngài đang rất là vui khi tôi và bạn được nghe về Ngài. Hãy nói cảm tạ Chúa Thánh Linh. Câu 11 này. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết được sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Như vậy có nghĩa là chúng ta có thể biết được sự ở trong Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh. Chúa nói rằng cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết được sự trong Đức Chúa Trời. Như vậy có nghĩa là nhờ Đức Chúa Thánh Linh tôi có thể biết được những gì ở trong Đức Chúa Trời Cha. Amen. Một lần nữa hãy nói rằng Đức Thánh Linh ơi, con yêu Ngài. Câu Thánh Kinh tiếp theo, vì sao Ngài dò xét mọi sự? Sáng Thế Ký đoạn 1. Oh hallelujah. Anh chị em, đây là câu Kinh Thánh dành cho bạn, dành cho tôi, dành cho bạn, dành cho tôi. Chúng ta có nhân sinh quan. Trong nhân sinh quan của bạn sẽ tạo ra thế giới quan xung quanh bạn. Lắng nghe một lần nữa này. Bạn và tôi mỗi người có nhân sinh quan. Nếu nhân sinh quan của bạn là AQ thì thế giới quan của bạn cư xử giống như AQ. Nếu nhân sinh quan của bạn là tên đẽo cày giữa đường thì hành xử của bạn xung quanh sẽ là người đẽo cày giữa đường. Nếu nhân sinh quan của tôi và bạn là thằng bòm thì thế giới quan sẽ là bòm. Nếu nhân sinh quan của bạn và tôi là vua thì thế giới quan của tôi và bạn cách cư xử sẽ là vua. Bởi vì Kinh Thánh chép rằng hắn nghĩ trong lòng về mình thế nào thì hắn là con người như vậy. Hắn nghĩ về mình thế nào thì hắn là con người như vậy. Chuyện tại sao Việt Nam chúng ta thông minh như vậy mà đến bây giờ vẫn đục đuổi? Bởi vì thầy bói nhiều quá. Nếu tôi tiếp tục nhờ ông thầy bói đó thì đố số phận của tôi bây giờ là cái rác rồi. Mẹ tôi đi bói cho tôi, người ta bói rằng số thằng này chết non, không làm lên trò trống gì, số năm thế, mười tiếp. Thế có chết tôi không cơ chứ? Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, hallelujah, Chúa xuống tôi, Ngài bẻ gãy số phận tử vi bói toán mà ma quỷ bói, xé toàn bộ tờ đó, mặc dù nó đúng cho tôi đến năm 21 tuổi. Nhưng từ đó cho đến nay đã 21 năm rồi, hallelujah. 22 năm rồi Trần Mạnh Hùng đã là con người khác. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Chúa tạo dựng ra bạn, Ngài cho bạn tới gặp Ngài và được tái sinh. Như lời Chúa nói rằng cuộc đời của bạn, cuộc sống của bạn trong tâm trí vẫn còn vô hình, vẫn còn trống không, sự mờ tối vẫn tiếp tục tấn công bạn. Bạn ơi, đừng buồn. Nếu như bạn nhận thức được bạn vô hình, bạn đang trống không, bạn đang mở tối trong tương lai của mình, thì đừng có buồn bã. Thôi đừng có buồn rầu, đừng buồn rầu mà chỉ vì vui vẻ. Mọi người hiểu không? Đừng có buồn, bởi vì câu sau mới là điều quan trọng. Câu vừa rồi đó là thực trạng của tôi và bạn. Khi bạn nhận thức được mình là vô hình,
Bạn trúng không vào mở tôi, 50% thành công đã tới với bạn rồi. Hallelujah. Tiếc ở chỗ nhiều người không nhận thức được bản thân, vẫn đi vỗ ngực nói rằng tôi giàu rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần ai nữa. Nhưng họ giấu trong lòng thằng con đang nghiện ngập, họ giấu trong lòng vợ chồng sống bất hạnh, họ giấu trong lòng những căn bệnh, sự chán đời. Lời Chúa nói rằng nếu tôi và bạn đang vô hình, không rõ tương lai của mình, đang trống không, không có ý nghĩa cuộc sống, và mở tối, sự tối tăm bao phủ xung quanh, thì bạn ơi, đã đến lúc bạn nói với Ngài rằng: Thần Đức Chúa Trời ơi, Thánh Linh yêu dấu của con ơi, Ngài đã từng làm cho đất, Ngài đã từng làm cho trời được sáng, thì Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước thế nào, hãy vận hành trên cuộc đời con như vậy. Trong khi đất vô hình trống không mở tối trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Sau đó bạn nghe thấy rằng khi Thần Chúa hành động sẽ có lời phán. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Hãy nói với tôi, sự sáng. Hallelujah. Bất cứ một sự sáng nào đều đến từ lửa. Thần nào đáp lời bằng lửa, đó là Đức Chúa Trời. Lửa tới mang sự sáng tới, lửa tới để làm sạch, lửa tới để chia tách, lửa tới để mang sự sống, lửa tới để mang độ ấm tới con người. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Hãy nói với người lân cận rằng đã đến lúc chúng ta rất cần Đức Thánh Linh. Bạn nói rằng: Mục sư ơi, mục sư nói dường như chúng tôi chưa có Đức Thánh Linh nhé. Không, tôi không nói anh chị em không có Đức Thánh Linh. Tôi nói rằng anh chị em cần Đức Thánh Linh. Hai từ khác nhau. Từ có và từ cần, hai cái khác nhau. Bạn có thể có vợ ngồi tại nhà đấy, nhưng bà vợ đang khóc ở trong phòng kín khác với bà vợ đang hạnh phúc. Bạn có vợ khác với tấm lòng của bạn cần vợ và yêu vợ, hai cái khác nhau. Và bạn có thể ngồi tại nhà là con người bạn chờ đợi bao nhiêu năm qua, cưới được nàng, sống được 3-4 tháng, bạn đã quen hết tất cả những gì mà nàng có, bạn không còn muốn tìm hiểu thêm nữa. Và từ đó tới nay bao nhiêu chục năm rồi, nàng đau khổ, buồn chán, làm tất cả mọi phận sự của một người vợ, nhưng sự thật trong lòng không có hạnh phúc. Đức Thánh Linh cũng y chang như vậy. Bạn có Thánh Linh, tôi có Đức Thánh Linh, nhưng mà chúng ta đã quên lâu lắm rồi giờ phút tương giao với Ngài, cái lúc bảo yếm trong vòng tay của Ngài, giờ phút đó đâu rồi? Cái lúc mà đến bên cạnh Ngài, đứng bắt chạy giàn rùa và khóc: Chúa, con yêu Ngài. Bạn ơi, đầu chúng ta hiểu về Ngài ít lắm, chúng ta cần phải tiếp tục tán Ngài, tiếp tục như những ngày đầu tiên gặp Ngài. Amen. Tại sao chúng ta cần có Ngài? Hãy giờ Kinh Thánh tiếp theo, Sáng Thế Ký đoạn 2. Đây là câu Kinh Thánh tại sao mà hai môn triết học cãi nhau chưa tìm câu trả lời. Bên duy tâm, bên duy vật cãi nhau. Duy vật có trước, duy tâm có sau. Bên kia nói duy tâm quyết định, ý chí quyết định vật chất. Cãi nhau đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại. Tại sao xuất hiện nhiều tôn giáo? Đây là câu Kinh Thánh để biết chúng ta khác động vật được tạo dựng như thế nào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người. Chúng ta đến từ cát bụi. Amen. Thân thể này đến từ cát bụi này. Bạn ăn cơm, ai thích ăn cơm đưa tôi xem nào. Cơm là kết quả của gạo. Bạn nghe bài hát: Hạt gạo làng ta có vị phù sa, của sông Kinh Thầy có mưa tháng ba. Mọi người nhớ bài hát không? Có nghĩa là hạt gạo đó nó đến từ đất. Hạt gạo đó là kết quả của đất. Bạn ăn kết quả của đất để thân thể từ đất này lớn lên. Sữa cũng là kết quả từ đất. Bò nhai cỏ, cỏ từ đất bò ra sữa. Cá thịt cũng kết quả từ đất. Thế là con người, thân thể này đến từ đất, nó sẽ quay trở về với đất.
người ta nặng tượng lấy được, lấy từ đất sét trắng tạo ra thân thể một bức tượng. Chúa lấy bụi đất nắn lên hình người. Và tiếp theo chúng ta khác với bức tượng ở chỗ Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì con người trở nên một loài xanh, có nghĩa là sống, linh là linh hồn. Như vậy con người chúng ta có ba phần chứ không phải là hai. Con người có ba phần không phải là hai. Triết học nói chỉ có hai phần, nhưng Kinh Thánh dạy rằng có ba phần. Một là thân thể vật chất, hai linh hồn, ở đó có tư duy của bạn, ở đó có cảm xúc của bạn, ở đó có ý muốn của bạn. Ba, tâm linh của bạn là cái điều mà con người luôn đi tìm ông trời đấy. Tôn giáo là tiếng than thở của loài người nói ông trời ơi ông ở đâu, và họ đi tìm bằng cái đầu của mình tạo ra những tôn giáo. Bởi vậy cho nên tại sao con người có câu nói Việt Nam phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa người ta ăn no mặc ấm là hạnh phúc, nhưng sang thế kỷ cuối 21, thế cuối thế kỷ 20 là phải ăn ngon cơ, mặc đẹp cơ. Chúng ta con cái chúng ta một cái triết lý khác rồi. Ngày xưa bố tôi đó, vừa rồi tôi có nói chuyện với bố tôi ngày hôm qua, bảo bố ạ, bố ạ, con kể cho hai cháu của bố nghe về ngày xưa bố ăn mặc như thế nào, cho nó không hiểu nổi. Ra đi hỏi con mãi mà tại sao ông nội phải mặc như vậy. Bố hỏi thế anh kể về tôi như thế nào. Bố ngày xưa đó mặc cái quần kaki, nó rách chỗ này rồi, rách chỗ này rồi, làm một cái miếng vá bụp vào đây, rách xong một mít làm miếng vá bụp vào sau, và khi lại sử dụng tiếp lại rách tiếp, rách tiếp, bố xoay được trước đằng sau. Xoay được trước đằng sau, chỗ này lại mới cứng, chỗ này lại mới cứng, đi mặc một thời gian sau lại rách vào đây, rách vào đây, lại làm hai miếng ở đây, làm hai miếng ở đây, và mặc tiếp thêm một thời gian nữa đứt luôn cả cái ống nữa, là con thành quần sóc. Và mặc một thời gian rồi lại đứt tiếp, cuối cùng là chuyển cho thằng con, là con phải mặc cái đồ tồi nhất của bố thải lại. Là chúng tôi hay ngồi ôn lại với nhau, mỗi lần vào mạng nhìn qua Skype nhìn thấy mặt bố tôi, bảo ô xin chào người yêu của tôi, dạo này người yêu có khỏe không. Bố tôi lại cười. Chúng tôi có mối quan hệ rất là thân với nhau, giống như người bạn vậy. Bây giờ tôi dạy con tôi, Daniel có một số tính cách giống hệt tôi ngày xưa. Thế bây giờ tôi đang bí, không biết là phải xử lý thế nào cho đúng. Gọi điện thoại hỏi bố, bố ơi, ngày xưa con làm như vậy bố làm cái gì, bố xử lý kiểu gì. Và khi hỏi như vậy, bố tôi nói một câu mà người lắng nghe này, ông nói rằng, con à, ngày xưa bố dạy con sai nhiều lắm, bố không muốn kể lại cái việc đó. Ngày xưa bố chỉ kiếm đủ ăn cho các con là ok rồi. Thầy ra về nhà bao nhiêu việc có dồn lại, thấy ngứa mắt là đánh thôi. Bố biết con dạy con của các con hay là cháu của bố tốt hơn bố nhiều lắm. Bây giờ bố phải học các con này. Thầy ra đừng hỏi bố nữa. Tôi mới nói rằng con biết cách cần phải xử lý, nhưng con muốn hỏi về lịch sử ngày xưa ra làm sao để con không bị rơi vào cái sai lầm đó. Bố tôi hạ mình rất là nhiều. Chúa là đấng dạy chúng ta cách dạy con của mình tốt. Amen. Amen. Không đánh nó, đánh nó không mang lại kết quả đâu, nhưng hãy nhờ Chúa. Và Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời thổi sinh khí. Cái sinh khí đó đó là hơi thở. Sinh khí này gọi là hơi thở của Đức Chúa Trời, hay là thần của Chúa đấy. Thần Chúa tạo dựng lên tôi. Gióp nói rằng thần Chúa tạo dựng ra tôi. Chúa Giêsu nói rằng ai sinh ra bởi Thánh Linh là thần. Từ Đức Thánh Linh hà hơi của bạn, tôi và bạn có tâm linh sống từ bên trong. Từ tâm linh sống đó sinh ra cho bạn cái linh hồn sống. Linh hồn đó bạn không còn chỉ vậy nói tục nữa. Tôi nói như tại sao chúng ta cần Ngài, tại sao chúng ta cần Ngài hơn hơi thở. Không có Ngài chúng ta chết. Amen. 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 Anh chị em nói rằng ôi mục sư ơi, lời Chúa nói rằng hãy tìm kiếm Ngài hết lòng sẽ gặp. Vậy thế nào là hết lòng? Một thanh niên trẻ thì gặp mục sư già, nói rằng mục sư ơi, thế nào là tìm kiếm Chúa hết lòng? Ông dắt cậu thanh niên trẻ ra ngoài sân, có một cái bể nước rất là lớn như vậy. Ông túm cái đầu của thanh niên trẻ đó, ấn một phát xuống dưới nước để ngập. Cậu kia một phút rưỡi bắt đầu thấy khó thở rồi. Ông vùng vẫy, ông giữ thật chặt đầu dưới, ông ấn lại. Cậu này có dùng hết sức chân tay đạp và sức trẻ của cậu, cậu đã đánh thắng được ông mục sư già để văng ra. Mặt con đỏ ngay lên đang thở. Ông giết tôi à? Ông dã man thế, tại sao giết tôi? Ông mục sư già nói rằng, con à, mục sư vừa chỉ cho con biết thế nào là tìm kiếm hết lòng. Nếu con tìm kiếm Chúa hết lòng như tìm kiếm khí thở như vậy đó, thì chắc chắn sẽ gặp. Chứ còn nếu tìm kiếm Chúa kiểu như này, à, hallelujah, hallelujah, cảm ơn Chúa, buồn ngủ quá rồi, thôi ngủ cái.
Có những người chỉ cầu nguyện hai lần trước bữa ăn, cảm ơn Chúa về đồ ăn, amen, xong. Có những người trước khi leo lên giường tạm thời quỳ gối, cảm ơn Chúa cho giấc ngủ ngon, đừng có ma xuất hiện nhá, amen. Mấy cái lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện cấp cứu. Và bạn thử tưởng tượng có một người sử dụng bạn như vậy, chỉ vài ba câu như vậy trong ngày, bạn có thấy bực không? Mà Chúa chịu đựng tôi, tôi không nói về bạn đâu, tôi đã nói về tôi đấy, tôi đã từng như vậy đấy. Mà không phải chỉ một vài câu, một vài lần đâu, mà lâu lắm, dài lắm, xúc phạm Ngài nhiều lắm, nhưng Chúa nhân từ giàu lòng thương xót, Ngài bỏ qua. Vì sao? Ngài yêu tôi lắm, Ngài yêu bạn lắm. Thầy cho chúng ta đến lúc phải thay đổi. Chúa ơi, con không sử dụng Ngài nữa, mà Ngài hãy sử dụng con. Amen. Nếu không có sinh khí của Ngài thì linh hồn sống của bạn sẽ buồn rầu và chán nản. Sách Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 10, sau đó chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Ê-sai đoạn 6 về năm Ô-xia băng. Đây là người họ hàng với tiên tri Ê-sai. Ông này là một vị vua rất là giỏi, dường như ông được ơn còn hơn cả Ben-hin vậy. Ông toàn tài cả đức nữa. Thấy ra con người này giỏi đức đến mức độ chê luôn khỏi tiên tri với Đức Chúa Trời, đứng ngăn cách luôn. Vừa rồi tôi đã ăn năn với Chúa, Chúa ơi hãy tha tội cho con, con chờ đợi 4 bộ quần áo của Ben-hin quá đi. Chúa nhắc cho tôi biết rằng con, ta làm như vậy đó để sự sức giàu mà qua con tới những người khác. Không một người nào trong Việt Nam truyền giáo nghĩ rằng đến từ áo của Ben-hin, bởi vì có 4 bộ thôi, xé ra cho 4 người mạnh à. Và như vậy là mục sư Hùng có quyền năng như vậy, chắc là bởi vì có 4 cái bộ thì em hầm hố, làm sao của tôi làm sao được như vậy đâu. Sự sức giàu đến từ Đức Thánh Linh chứ không phải đến từ 4 bộ quần áo. Bạn có thể không có bộ quần áo đó, nhưng bạn có Đức Thánh Linh hàng ngày ở với bạn. Bởi vậy nên đừng nhầm sự sức giàu đến từ quần áo của Ben-hin. Tôi mặc nó chỉ để cho tôi nhớ rằng đó là dấu hiệu năm 2013. Chúa đã nhắc nhở tôi quay về mối quan hệ với Ngài mà đã bị bỏ quên nhiều năm trước. Thế thôi. Amen anh chị em. Hãy quay sang người cận nói rằng mình đâu cần bộ quần áo của Ben-hin đâu. Ok. Ok, mà nhớ nhá, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều nói rồi nhá. Không được xâu xé quần áo của tôi nhá. Ok. Ê-sai nói rằng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sáng và áo của Ngài đầy giấy đèn thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh. 2 cánh che mặt, 2 cánh dùng che chân và 2 cánh dùng để bay. Vì sao? Che mặt bởi vì sự vinh hiển của Ngài. Họ không dám nhìn mặt đối mặt mà phải cúi đầu thờ lạy. Bạn và tôi khi nhìn thấy Ngài hãy sắp mặt xuống mà thờ lạy. 2 cánh che chân để che tất cả mọi sự lõa lồ của mình, không có một chỗ hở da thịt nào. Trước mặt Chúa phải che sự lõa lồ của mình. Chúng ta đã nhờ huyết Chúa Giêsu che sự lõa lồ rồi. 2 cánh để bay, đó là để làm việc. Tiếp theo câu 3, các seraphim cùng nhau kêu lên rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy giấy sự vinh hiển của Ngài. Kinh Thánh khi một chân lý luôn nhắc 2 lần, quả thật, quả thật. Còn khi dùng 3 từ thì nó là cực thánh. Các thiên sứ nói thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy giấy sự vinh hiển của Ngài. Sự đầy giấy vinh hiển này mà các thầy tế lễ trong đền thờ của Salomon đứng không chịu nổi, phải ngã sấp mặt xuống vậy. Sự vinh hiển của Chúa ngập tràn. Nhân đó, nhân có tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói, không phải khói thuốc lá đâu. Tiếp theo, bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Hãy lắng nghe tôi nói, đừng bao giờ đi tìm chỉ tội người khác nếu bạn không có trách nhiệm, không bởi Đức Thánh Linh. Bạn có thể chỉ cái sai lầm của người khác, nhưng nếu Chúa không tỏ cho họ đó thì họ cũng chả hiểu được. Đừng có ép họ phải nhận tội, chỉ đơn giản nói cho họ biết thôi. Còn họ sẽ phải làm việc với Đức Thánh Linh.
cho tới ngày nào con gà đông đá đó mềm ra thì mới sử dụng được. Còn khi nó vẫn còn cứng như đá đó thì hãy để cho chú làm việc, đừng đụng vào. Đó không phải việc của bạn. Hãy quay thời gian, sức lực của bạn với những con gà đã mềm, nấu phở bởi những con gà đó. Còn gà đông đá hãy đợi đấy. Amen. Và đây, khi ông gặp Đức Chúa Trời, ông nói rằng khốn nạn cho tôi xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hãy nhắc lại cùng tôi, Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng của tôi mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được bỏ rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Tiếp theo, Ngài phán: đi đi, hãy nói với dân này rằng: các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi, hãy làm cho dân ấy béo lòng nặng tai, vân 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 và vân vân. Đây là Đức Giê-hô-va phán với Ê-sai. Tôi đang đọc cho anh chị em về Đức Giê-hô-va. Và bao nhiêu chục năm vừa rồi, mỗi một lần đọc tới Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tôi chỉ nghĩ về cha và con thôi. Lắng nghe này, mỗi lần đọc Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và câu này, tôi chỉ nghĩ là cha và là Chúa Giê-xu thôi. Còn hãy cùng tôi dò sách Công Vụ đoạn 28, để chúng ta ngày hôm nay được mở mắt. Tôi đã bị sốc và tôi quỳ gối và la lên rằng: Đức Thánh Linh ơi, tha tội cho con. Cũng câu vừa rồi mà Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ông Phao-lô có nói: bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng. Mọi người thấy không? Ê-sai nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, còn Phao-lô giải thích rằng đó là Đức Thánh Linh phán. Như vậy, qua hai câu kinh thánh này, tôi và bạn nhận biết được điều: Đức Thánh Linh là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Thánh Linh cũng là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Cha là Đức Giê-hô-va vạn quân, Chúa Giê-xu là Đức Giê-hô-va vạn quân, và Chúa Thánh Linh cũng là Đức Giê-hô-va vạn quân. Nếu cha, nếu con được thao lạy, được tôn vinh, được cảm tạ, thì Chúa Thánh Linh cũng được tôn vinh, cũng được thao lạy, cũng được cảm tạ như cha và như con. Amen. Nào, chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.